Thưa quý vị, dù dịch COVID-19 quay trở lại, nhiều lĩnh vực kinh tế trọng yếu gặp khó, song nguồn thu ngân sách của Đà Nẵng 6 tháng đầu năm 2021 vẫn đạt khá. Tuy nhiên, dịch COVID-19 lại bùng phát mạnh từ cuối tháng 4 năm 2021 đến nay, nên thời gian tới, nguồn thu sẽ gặp nhiều khó khăn. Cùng với đó, ngành thuế phải thực hiện các chính sách giảm thuế, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, làm tăng áp lực lên kế hoạch thu từ nay đến cuối năm 2021. Báo cáo nhanh của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng cho thấy, thu ngân sách 7 tháng đầu năm 2021 do Cục Thuế thực hiện ước đạt hơn 9.872 tỷ đồng, đạt 56% dự toán pháp lệnh, giảm 18% so với cùng kỳ. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đã tái bùng phát trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách từ nay đến cuối năm là rất khó khăn. Tuy nhiên, lãnh đạo Cục Thuế thành phố Đà Nẵng cho biết sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp đã được Trung ương, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo trong công tác quản lý thu thuế 6 tháng cuối năm 2021. Thì Cục Thuế cũng tăng cường các cái biện pháp để mà rà soát công tác kê khai thuế, tập trung vào những cái ngành, đặc biệt là những ngành ít hoặc là những ngành không chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi cái dịch bệnh COVID-19. Trước mắt, để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người nộp thuế, ngành thuế Đà Nẵng sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 52 năm 2021 của Chính phủ về gia hạn, thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2021, đơn vị đã tiếp nhận 2.352 trường hợp đề nghị gia hạn của người nộp thuế, với tổng số thuế và tiền thuê đất thực tế được gia hạn là 328,6 tỷ đồng, trong đó tiền thuê đất là 100 tỷ đồng. Cùng với các biện pháp hỗ trợ người nộp thuế làm thủ tục gia hạn về thuế và tiền thuê đất, Cục Thuế thành phố Đà Nẵng sẽ triển khai các đề án chống thất thu, nhất là lĩnh vực có rủi ro cao về thuế như thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số. Tại địa bàn thành phố Đà Nẵng, thì chúng tôi đã rà soát được các doanh nghiệp này và họ đã thực hiện cái việc kê khai thuế đối với hoạt động này. Qua công tác thu thập thông tin thì hiện nay ngành thuế lấy thông tin và đối chiếu với cái kê khai thuế của doanh nghiệp. Và sau khi đối chiếu và sẽ có cái chênh lệch, nếu có thì sẽ đề nghị doanh nghiệp sẽ kê khai điều chỉnh bổ sung. Hiện ngành thuế vẫn bám sát các kịch bản thu ngân sách được xây dựng từ đầu năm dựa vào tình hình khống chế dịch bệnh. Tuy nhiên, với tình hình hiện nay, chỉ còn 2 kịch bản thu. Nếu dịch COVID-19 được kiểm soát vào cuối quý 3 năm 2021, thì số thu nội địa cả năm 2021 có thể đạt trên 18.400 tỷ đồng, vượt 1% dự toán. Nhưng ngược lại, từ nay đến hết năm mà dịch COVID-19 vẫn chưa được kiểm soát, thì dự kiến số thu nội địa chỉ đạt khoảng 17.500 tỷ đồng, giảm khoảng 5% so với dự toán thành phố giao. Hiện nay để mà thực hiện được cái nhiệm vụ kép vừa phát triển kinh tế vừa phải đảm bảo phòng chống dịch, thì chúng tôi có một cái tham mưu rất là quan trọng, trong đó là cái vấn đề về cái tiêm vaccine là máu chốt để mà thực hiện cái các hoạt động kinh tế nó diễn ra bình thường hay không, là vấn đề về tiêm vaccine. Có thể thấy nhiệm vụ thu ngân sách tháng 7 và những tháng cuối năm sẽ gặp vô cùng khó khăn, nhưng Đà Nẵng vẫn cân đối nguồn lực để tập trung chi ngân sách cho đầu tư phát triển và công tác an sinh phòng chống dịch bệnh. Cụ thể, đến giữa tháng 7 năm 2021, thành phố đã chi 8.400 tỷ đồng cho đầu tư phát triển, tăng 33% so với cùng kỳ. 9.700 tỷ đồng chi thường xuyên, trong đó ưu tiên cho công tác phòng chống dịch bệnh và an sinh xã hội, tăng gần 3% so với cùng kỳ năm trước.